cùng là thép hay cùng là nhôm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có beta bằng 3 alpha. Thầy nói lại nhé, sự nở về nhiệt của một vật rắn này, lúc đầu chúng ta có một cái vật, một cái thanh sắt hoặc thanh nhôm dài, sau đó thì chúng ta đun nóng lên, nó sẽ giãn nở một khoảng là delta L, thì chính bằng L, L sau là L trừ L ban đầu là L0. Thế thì nhiệt độ ban đầu là khi là T0, nhiệt độ sau là T, thì chúng ta có delta T bằng là T sau trừ T đầu. Rồi. Thế thì lúc đó cái mối quan hệ giữa L và L0 thì theo tính thứ nhất lúc này, L bằng L0 nhân 1 cộng alpha nhân delta T, trong đó alpha được gọi là hệ số nở dài. Đấy, hệ số nở dài. Thế nếu như chúng ta xét một cái vật mà giãn nở theo cả ba chiều, cả ba chiều nghĩa là giãn nở theo chiều dài, chiều rộng và cả gì nhỉ, chiều cao nữa, thì lúc đầu chúng ta có thể tích của nó là V0, và sau khi đun nóng, nóng lên một cái khoảng nhiệt độ là delta T, thì chúng ta sẽ có cái thể tích sau đó V bằng V0 nhân 1 cộng với beta nhân delta T, trong đó beta được gọi là hệ số nở khối. Beta được gọi là số nở khối. Và vì cái beta này là chúng ta tính theo cả ba chiều, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Thế còn alpha là hệ số nở dài, tính theo một chiều thôi. Vì vậy mà nếu như cùng một chất liệu như nhau, cùng là sắt, cùng là thép, thì beta sẽ được tính bằng 3 lần của gì nhỉ? Của alpha. Đấy. Thế các em nắm được sơ sơ về cái mấy công thức này chưa? Vấn đề của các em là không phải chứng minh công thức này. Đấy, cũng không phải là tìm hiểu nguồn gốc từ đâu mà ra. Người ta đang nghiên cứu và chúng ta chỉ việc học thuộc và vận dụng nó tốt thôi. Đấy, bây giờ thầy đưa ra câu vận dụng nha. Ví dụ câu 3 trong thầy cương. Một thước thép ở 10 độ C, T0 bằng 10 độ C, có L0 bằng 1000 mm. Hệ số nở dài alpha bằng 12 nhân 10 mũ trừ 6 K mũ trừ 1. Đơn vị của cái này là K mũ trừ 1 nhé. Đấy. Cái này cũng thế, beta cũng là K mũ trừ 1. Khi nhiệt độ tăng đến 40 độ C, T bằng 40 độ C, yêu cầu là thước thép này dài thêm bao nhiêu? Vậy thì tức là yêu cầu tính delta L bằng bao nhiêu? Thế các em có hiểu muốn tính delta L ta phải làm gì không? Tính L sao trừ đi gì nhỉ? Trừ L0 là delta L thôi. Đấy. Bài giải. Các em tính thầy L bằng L0 tức là bằng 1000. Gì nữa? Nhân 1 cộng alpha 12 nhân 10 mũ trừ 6 nhân delta T. Delta T là từ 40 mà trừ đi 10 thì còn bao nhiêu thôi? 30. Đấy, sau đó các em bấm cho thầy xem con số này là ra bao nhiêu. Nó mới tính đi. Bấm cho thầy xem nó ra bao nhiêu. Hiểu đâu, máy tính em đâu. Bấm đi. Làm đi. Một nghìn bao nhiêu? 1000.36 đúng không? Vậy thì suy ra, suy ra delta L sẽ bằng L0, bằng L trừ L0 bằng 1000.36 trừ đi 1000. Tức là bằng 0.36 mm. Đấy. Có đáp án để chọn không? Đáp án A. Đấy. Đấy, chúng ta câu 3, là câu 4 nhá.
À, ghi chép vào đi, Hiếu làm đi. Ồ. Xong chưa? Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn câu 4. Câu 4. Thầy có tắt đèn này. Một tấm kim loại hình vuông ở khung độ C. Một tấm kim loại hình vuông. Vuông không độ C. Độ dài mỗi cạnh là 40 cm. Mỗi cạnh A bằng 40 cm. Đấy. Khi bị nung nóng, diện tích của tấm kim loại tăng thêm. Khi nung, diện tích là delta S tăng thêm bằng 1,44 cm vuông. Hãy xác định nhiệt độ của tấm kim loại. Nó cho alpha nhé. Alpha bằng 12 nhân với 10 mũ trừ 6. Đấy. K mũ trừ 1. Hoặc là 1 trên K cũng thế. Yêu cầu tính T bằng bao nhiêu? Một tấm kim loại hình vuông ở không độ C thì độ dài mỗi cạnh là 40 cm vuông. Đấy. Khi nung thì diện tích tăng thêm 1,44 cm vuông, cho cái hệ số nở dài bằng 12 nhân 10^6 K mũ trừ 1. Yêu cầu tính nhiệt độ của nó. Bài này Hiếu biết làm chưa? Nói nghe cái làm nào. Delta S bằng S2 bình. S2 chia 1. Hết viết ra đi. Thế Long cũng thử làm xem nào. Đấy.